Trời đất ơi, người ta bán thì gì nữa mày? Có cái giấy tờ gì xuống là người ta đưa cho người ta coi. Thông báo chưa? Bây giờ chưa thông báo thì giờ lấy cái đồ của tôi là sao? Đừng có lên tiếng, Làm như vậy là sao có được không? Bây giờ anh em ta kêu lấy đồ ra đây. Nãy giờ anh xuống. Để hãy cho người ra thời gian lấy chứ. Đi vô nghe lên tiếng. Xử lý nhanh cái trường hợp này, không ngon đời gì hết đó. Anh Diệt đâu rồi? Anh Diệt đâu? Giám sát tất cả các hồ này bắt đầu từ ngày mai. Nếu vi phạm vỉa hè anh phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm tất cả các hồ này. Nghe rõ chưa? Dạ, không sợ bố à. Nhưng mà ai cho phép? Dạ, hồi trước có phép. Ngay trên lề đường này mà để nhà to đùng không cho, không ai sẽ ở ấy, không ai làm việc hết. Thôi, nè, to đùng như thế này. Anh cho dẹp luôn để giải phóng cái đời đường nha. Đi điểm đọc đấy, nghe đây khẩn trương, tập quá ra. Tôi nói ông ấy ông làm là ông làm, không cần phải lo sợ gì cả. Nghe đây. Lên lên đó. Rồi. Quay. Đi lên 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 lên